Sức khỏe 60 giây kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem chi tiết máy đo huyết áp ôm rong mẫu là HEM8712 ha. Đây là mẫu rẻ tiền nhất của hãng ôm rong hiện nay và được rất là nhiều người sử dụng do đây là dòng tiết kiệm ha. Bên cạnh đó thì Hoàng Sơn có chia sẻ rất là nhiều video những dòng mà có nhiều chức năng hơn, nó hỗ trợ về tim mình và bộ nhớ. Những dòng cao cấp hơn cô chú anh chị mình có thể xem thêm nha. Và cái mẫu này thì giá niêm yết của hãng là 940.000 nha. HEM8712. Nếu mà như cô chú anh chị mình mà mua hàng chính hãng thì mình sẽ được bảo hành chính hãng 5 năm. Và nếu mà như sau này mà mình cảm thấy cái máy này nghi ngờ nó không chính xác, mình có thể đem về hãng để kiểm định chất lượng lại. Bên cạnh đó thì có những cái dòng sắp tay hoặc là hàng giả, hàng nhái thì hãng sẽ không có bảo hành và không có kiểm định chất lượng thì khá là nguy hiểm cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng khui máy. Đây là dòng liên quan đến sức khỏe mình nên là cô chú anh chị mình nhớ chọn những cái dòng uy tín ha. Và đây là cái mã QR, cái mã để mà mình cô chú anh chị mình có thể quét để bảo hành hoặc là kiểm tra tem xuất kho. Bây giờ thì máy sẽ không có bảo hành giấy như ngày xưa nên là cô chú anh chị mình có thể mua và bảo hành một cách đơn giản. Nếu mua hàng chính hãng mình đem cái máy lên hãng sẽ có thể kiểm tra được mà không cần cái phiếu giấy nha. Rồi đây là hướng dẫn bằng tiếng Việt. Rồi đi theo máy thì mình sẽ có một cái vòng vấn và một cái thân máy ha. Bên trong mình còn hướng dẫn bằng tiếng Anh nữa. Rồi mình sẽ thử xem bên trong máy có gì nè. Đây là thân máy, màn hình nó sẽ hiển thị là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim bao nhiêu lần đập trên phút, đo và tắt một lúc này, không tắt 30 giây tự tắt ha. Rồi mình sẽ cắm cái cọng dây vòng vấn này vào bên trái. Bên trên thì mình sẽ có chỗ là DC 6V, tức là nếu mà như một ngày mà bác sĩ đo nhiều bệnh nhân hoặc là ông bà mình không muốn xài pin nữa thì mình có thể mua một cái cục biến điện 200.000 của hãng, mình sẽ cắm vào để xài thay pin. Chú anh chị mình nhớ mua hàng chính hãng nha. Cái cục biến điện mà mua mấy chục ngàn trôi nổi trên mạng á thì sẽ cắm vào hãng sẽ không bảo hành cô chú anh chị ha. Đó, nhưng mà Hoàng Sơn nghĩ là mình không có cần phải mua cái cục biến điện đó đâu, tại nó khá là tốn tiền và mình cũng ít có xài tới, trừ trường hợp mà bác sĩ đo một ngày nhiều bệnh nhân hoặc là ông bà mình khó mua pin. Rồi mình sẽ xài 4 viên pin ha, 4 viên pin 2A, pin loại to mà bỏ vô cái đồng hồ treo tường mình á. Rồi nếu mà như hàng chính hãng, sau này khi mà mình mua về và mình cần đi bảo hành hoặc kiểm định chất lượng thì đây là cái số series của máy nè. Mình sẽ nhập vào đây của hãng thì người ta sẽ biết liền là máy này hàng chính hãng hay không và được bảo hành hay không. Rồi cô chú anh chị mình nên chọn những cái trung tâm uy tín để mình có thể mua để được kiểm định chất lượng tốt nha. Và đây là cái vòng vấn. Đi theo máy mình sẽ có 4 viên pin như thế này. Và đây là pin khô ha, pin alkaline. Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình lúc nào cũng nên mua pin tốt. Tại vì cái máy này bảo hành 5 năm nhưng mà xài được 7-8 năm là bình thường cô chú anh chị ha, cả chục năm luôn. Và đây là một dòng vải quấn cổ ôm rong. Rồi đây là vài thông tin chia sẻ của bà con. Nếu mà hướng dẫn về cách sử dụng, cách khắc phục lỗi tại nhà đó, rồi đo như thế nào cho chính xác thì bà con mình có thể xem thêm. Đây là video mình xem chi tiết một cái hàng chính hãng của mẫu máy 8712 hàng ôm rong. Và cô chú mình có thể liên hệ trực tiếp Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết. Bên cạnh đó Hoàng Sơn sẽ tư vấn kỹ hơn về các dòng máy khác nữa. Rồi tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại.